Vâng, kính thưa chủ tọa đoàn, các thầy các cô cùng tất cả quý đồng nghiệp, em là bác sĩ nội trú Lê Văn Hiệp. Hôm nay em xin trình bày báo cáo đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ có PLL1 dương tính. Nội dung trình bày của em gồm có 5 phần. Thì ung thư phổi là một gánh nặng của y tế toàn cầu, đứng thứ hai về tỷ lệ mắc mới nhưng đứng đầu về tỷ lệ tử vong. Ở tại Việt Nam thì ung thư phổi chỉ đứng sau ung thư gan về tỷ lệ mắc mới và tỷ lệ tử vong. Về điều trị của ung thư phổi thì chủ yếu là về điều trị ung thư phổi thì đối với giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì điều trị là phẫu thuật, xong sau đó thì có thể có hóa trị và xạ trị. Ở giai đoạn 3A thì phẫu thuật được xem xét và luôn luôn kèm theo là hóa xạ trị hậu phẫu. Đối với giai đoạn muộn từ 3B đến giai đoạn 4 thì điều trị chủ yếu của bệnh nhân đối với điều trị kinh điển thì đó là hóa trị, xạ trị. Ngoài ra gần đây thì có các phương pháp mới như điều trị đích và liệu pháp miễn dịch. Về điều trị đích thì với các đột biến về EGFA và thuốc kháng TKI thì phổ với các thuốc như elotinib hay là với các thuốc như elotinib hay gefitinib thì đối tượng bệnh nhân tương đối hẹp. Đối với thuốc đối với điều trị nhắm đích TKI thì chỉ đạt được 15% đối với EGFA và 5% đối với ALKRS1. Vì thế những bệnh nhân được hưởng lợi từ điều trị đích thì còn hạn chế, và liệu pháp miễn dịch với các thuốc ức chế điểm kiểm soát PD1, PDL1 với đối tượng bệnh nhân rộng hơn là một phương pháp mới có hiệu quả và ít tác dụng phụ đối với bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có bộc độ PDL1 dương tính. Về miễn dịch cho ung thư thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để các tế bào ung thư tránh được sự tiêu diệt của hệ miễn dịch. Về nguyên tắc thì sự phát triển của khối u có thể được kiểm soát bởi các tế bào miễn dịch bẩm sinh với các tế bào đáp ứng gây độc tế bào. Tuy nhiên là đối với ở giai đoạn đầu của khối u thì các tế bào miễn dịch mà có bộc lộ những kháng nguyên rõ hoặc những tế bào miễn dịch mà không có các cách để lẩn tránh miễn dịch thì những tế bào đấy sẽ bị các tế bào miễn dịch loại bỏ đầu tiên. Xong qua đó thì qua quá trình chọn lọc thì chỉ còn lại những cái tế bào mà chỉ còn lại những tế bào mà có nhiều những cái cơ chế khác nhau để bắt chước cái khả năng dung nạp miễn dịch, tránh được sự tấn công của khối u. PD1, PDL1 là một cơ chế điều hòa miễn dịch bình thường của cơ thể. Tế bào ung thư thì được coi như là một kháng nguyên lạ, là mục tiêu tiêu diệt của hệ miễn dịch. Tuy nhiên là một vài loại tế bào ung thư thì nó biểu hiện PDL1 một cách quá mức, qua đó thì làm ức chế tác dụng của hệ miễn dịch. Trong ung thư phổi không tế bào nhỏ thì tỷ lệ bộc lộ của PD1, PDL1 khoảng từ 10 đến 80% và các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch làm cải thiện đáng kể tỷ lệ sống còn chung và tỷ lệ sống không tiến triển so với hóa trị, xạ trị ở những bệnh nhân giai đoạn muộn. Vì vậy, xác định sự bộc lộ PD1, PDL1 bằng phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch là cần thiết đối với những bệnh nhân giai đoạn 3B, 4B không có chỉ định phẫu thuật. Vì thế, em làm nghiên cứu này nhằm hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ có bộc độ PDL1 dương tính. Và thứ hai là xác định tỷ lệ dương tính với mức độ bộc lộ PDL1 bằng phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng. Trong nghiên cứu của em thì sử dụng bộ xét nghiệm Ventana PDL1 thì sự bộc lộ PDL1 trên tế bào u được xác định bằng phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch, và mỗi loại thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch thì có một loại xét nghiệm sử dụng dòng kháng thể khác nhau. Thì đối với xét nghiệm của em thì dành cho thuốc Duvalumab. Về đối tượng và phương pháp nghiên cứu thì đối tượng nghiên cứu của em gồm 70 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn từ 3B đến 4B ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân được xét nghiệm hóa môn miễn dịch PDL1 trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022. Tiêu chuẩn lựa chọn của em là bệnh nhân đã được chẩn đoán ung thư phổi không tế bào nhỏ dựa trên kết quả mô bệnh học theo tiêu chuẩn của WHO năm 2015. Bệnh phẩm sinh thiết có tối thiểu là 100 tế bào u trên tiêu bản nhũ HE. Bệnh nhân được làm xét nghiệm PDL1. Bệnh nhân ở giai đoạn từ 3B đến 4B và được đánh giá giai đoạn theo AJCC 2018. Bệnh nhân được chẩn đoán phân loại tuyếp mô bệnh học rõ ràng. Về tiêu chuẩn loại trừ thì
mà những trường hợp không được xác định bộc lộ PD-L1 do chất lượng mẫu tế bào không đủ tế bào và bệnh nhân không có đầy đủ khối nến, bệnh nhân có bệnh đồng mắc ung thư khác và bệnh nhân có bệnh lý tự miễn kèm theo. Về địa điểm nghiên cứu của em là ở Bệnh viện Đại Bạch Mai và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Về phương pháp nghiên cứu của em là mô tả cắt ngang, phương pháp chọn mẫu là lấy mẫu thuận tiện, phương pháp thu thập số liệu là thu thập từ bệnh án. Về sơ đồ nghiên cứu của em là thống kê toàn bộ những bệnh nhân được xét nghiệm PD-L1 tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022. Xong sau đấy em sẽ lựa chọn những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có định mô típ, biểu mô rõ ràng. Xong sau đấy em sẽ tra thông tin ở trên các bệnh án nghiên cứu và lựa chọn bệnh nhân theo các tiêu chuẩn lựa chọn về tiêu chuẩn loại trừ. Về kết quả nghiên cứu của em thì trong nghiên cứu của em thì có 70 bệnh nhân tham gia nghiên cứu, trong đó thì có 28 bệnh nhân có kết quả âm tính với tỷ lệ là 40%, dương tính yếu là 37,1% và dương tính mạnh là 22,9%. Kết quả này thì cũng tương tự các tác giả khác như tác giả Đoàn Minh Khuy và Cộng sự năm 2018 thì có tỷ lệ dương tính yếu, có tỷ lệ âm tính, dương tính yếu và dương tính mạnh lần lượt là 40,2%, 34,2%, 25,6%. Theo kết quả nghiên cứu của Trần Thị Tươi và Cộng sự năm 2018 thì tỷ lệ này lần lượt là 40,9%, 40% và và 19,1%. Về tỷ lệ PD-L1 theo nhóm tuổi thì đối với những bệnh nhân mà cao tuổi lớn hơn bằng 60 tuổi thì có tỷ lệ dương tính mạnh là 28%, cao hơn đối với bệnh nhân nhỏ hơn 60 tuổi là 14,3%. Tuy nhiên kết quả này khác biệt này không có ý nghĩa thống kê với P bằng 0,367, lớn hơn P bằng 0,05. Về tỷ lệ bệnh nhân PD-L1 theo tiền sử hút thuốc thì trong nghiên cứu của em thì bệnh nhân không hút thuốc chiếm tỷ lệ cao hơn so với bệnh nhân hút thuốc và tỷ lệ dương tính gặp ở bệnh nhân không hút thuốc là 69,4%, cao hơn bệnh nhân đã hút thuốc là 50%. Thì kết quả này thì khác so với các nghiên cứu của Takada năm 2017 đưa ra là đối với bệnh nhân không có tiền sử hút thuốc thì tỷ lệ dương tính ở PD là 26,8% và đối với nhóm bệnh nhân hút thuốc là 46,9%. Lý giải cho sự khác biệt này thì trong nghiên cứu của em thì bệnh nhân chủ yếu là ở giai đoạn muộn là từ giai đoạn 3B đến giai đoạn 4B và tỷ lệ bệnh nhân không hút thuốc ở trong nghiên cứu của em lớn hơn so với các nghiên cứu khác, vì thế nên có thể có sự khác biệt. Phân tích các khối u nguyên phát và di căn ở người cho thấy mức độ không đồng nhất về gen và kiểu hình và kháng nguyên cao. Vì vậy, những bệnh phẩm được lấy ở các vị trí sinh tiết khác nhau thì có thể đem đến tỷ lệ dương tính về PD-L1 khác nhau. Thì đối với nghiên cứu của em thì lấy ở bệnh phẩm được lấy ở 3 vị trí là ở u phổi, ở tổ chức di căn hạch và tổ chức di căn xa. Trong đó thì tổ chức di căn hạch với tỷ lệ dương tính cao nhất là 50%. Về tỷ lệ PD-L1 theo giai đoạn di căn xa thì đối với những bệnh nhân mà đã có di căn xa thì tỷ lệ dương tính mạnh là 23,8% và đối với giai đoạn chưa có di căn thì tỷ lệ dương tính chứa tìm thấy là dương tính yếu với 5 bệnh nhân. Về mối tương quan giữa PD-L1 và đột biến gen EGFA thì đối với những bệnh nhân mà có đột biến EGFA thì tỷ lệ dương tính là 80%, cao hơn đối với bệnh nhân không có đột biến EGFA là 50%. Trong nghiên cứu của em thì có 42 bệnh nhân có bộc lộ PD-L1 dương tính trên tổng số 70 bệnh nhân. Thì bệnh nhân của em có trong 42 bệnh nhân này thì tỷ lệ bệnh nhân mà cao tuổi lớn hơn bằng 60 tuổi là 61,9%. Đối với bệnh nhân còn về tỷ lệ giới tính thì tỷ lệ nam giới chiếm 73,8%, gấp 2,8 lần so với nữ. Thì kết quả này thì cũng tương đồng so với các nghiên cứu của tác giả Trần Thị Tươi trên 110 bệnh nhân. Cũng cho tỷ lệ nam giới trên nữ giới là 3,28 lần. Đối với đặc điểm lâm sàng, bạn chỉ còn thời gian để trình bày kết luận thôi. Dạ vâng.
Thông qua nghiên cứu này thì em đưa ra kết luận là tỷ lệ bộc lộ PD-L1 ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn từ 3B đến 4B với tỷ lệ âm tính, dương tính yếu, dương tính mạnh lần lượt là 40%, 37,1% và 22,9%. PD-L1 có tỷ lệ bộc lộ cao hơn ở những bệnh nhân có di căn xa. Và khác biệt này có ý nghĩa thống kê đối với giai đoạn thì bệnh nhân ở đối với giai đoạn T thì bệnh nhân ở giai đoạn T4 thì có biểu hiện cao hơn đối với giai đoạn T3 và khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Còn về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ có bộc lộ PD-L1 dương tính thì đối với nhóm bệnh nhân này thì tỷ lệ nam giới gặp cao hơn nữ giới với 2,8 lần. 40,5% bệnh nhân thì có tiền sử hút thuốc, 14,3% bệnh nhân có tiền sử bệnh lý hô hấp khác gây tăng nguy cơ của ung thư phổi và chỉ có 4,8% người bệnh có tiền sử gia đình có mắc ung thư phổi. Về mô bệnh học thì chủ yếu gặp là ung thư biểu mô tuyến chiếm 83,3% và tỷ lệ EGFR dương tính là 34,8%. Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các quý thầy cô và các đồng nghiệp. Như vậy nếu mà các bạn gặp bệnh nhân có bộc lộ PD-L1 dương tính thì làm gì tiếp? Dạ, em thưa cô là đối với những bệnh nhân mà có bộc lộ PD-L1 dương tính thì đối với liệu pháp điều trị của bệnh nhân thì sẽ xem xét đối với những trường hợp mà có biểu hiện PD-L1 dương tính mạnh trên 50% thì sẽ sử dụng các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch PD-L1 đối với những bệnh nhân này thì sẽ đem lại hiệu quả cao. Còn đối với những bệnh nhân mà bộc lộ PD-L1 dương tính yếu thì có thể xem xét để đưa vào phác đồ điều trị. Vâng, được rồi. Xin cảm ơn. Em xin cảm ơn.